Cái cảm giác đó giống như được người thân ôm lấy, thiệt rất là thân thiết. Cái cảm giác đó vừa an toàn lại vừa thuần khiết. Em tin chắc anh cũng giống em, nếu có cảm giác đó có phải không? Phải. Anh đi xã hội sao anh lại khóc vậy? Đêm trôi nhưng giai điệu lại lên ngôi nên thôi. Hay là tiếp tục ta chưa kiệt sức nên viên mực và sẽ tiếp tục để grind mực ta chết gục và đã đến lúc kết thúc. Vài viên nước bỗng nhiên xuất hiện, mọi chuyện bất biến. Tất nhiên là ta chẳng hề thật thiệt, ta vẫn chờ chút ký ức phí sức đi tìm hình ảnh em. Rồi màn đêm làm ta càng thêm rối chi, đôi khi chẳng biết nói gì thôi. Thì ta sẽ lặng im để ngắm nhìn, để đắm chìm trước vẻ đẹp ngất ngây. Từng hạt mưa lơi lất bay, ta sẽ cất ngay, không để cho ký ức này cất bay thật sự. Đối phương với ta cũng thật thú vị, ta luôn chú ý từng cử chỉ của em, đôi từ thu thủy. Một ngày nào đó ta sẽ có em, ta chỉ là một trong vô vàn vì sao con em lại là hố đen. Cái cảm giác đó giống như được người ta ôm lấy, thiệt rất là thân thiết. Cái cảm giác đó vừa an toàn lại vừa thuần khiết. Em tin chắc anh cũng giống em, nếu có cảm giác đó có phải không? Phải. Anh đi xã hội sao lại khóc vậy? Tôi cảm động. Em biết không, anh đã phải viết lại cái vừa này đến 2 giờ đêm. Vì anh chẳng thể tả được cảm xúc mỗi khi cầm bút trở nên. Thôi thì đang xóa hết tất cả rồi ta lại lật sang trang mới. Nếu như thất bại thì thôi ta hãy vui lên vì hạ nó đang tới. Đúng thật, anh chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, còn em là hố đen. Anh không thể lấp hết mọi khoảng trống trong đó, nhưng anh biết cách làm sao để đi vào trong đó. Em biết cách vào trong đó, nhưng khoảng cách của ta quá xa để gửi tặng em bằng những câu ca ha. Tự nhiên trong lòng cảm thấy thật rồi đó, biết hình bóng ai và cứ luồn quẩn ở trong tâm trí rồi đó. Anh không còn thấy muốn viết những bản nhạc buồn như mỗi ngày, chỉ còn biết là giờ đang mộng mơ tìm hình ảnh đó ở trên phân. Bàn chân này đi đi, chỉ có một mình giờ đã lâu. Con tim này mang nhiều vết thương, vết thương hàn sâu rồi quá đau. Chỉ mong là một mai con tim lạnh giá này có thể được sưởi ấm, sẽ được mình cười hàng ngày bằng niềm hạnh phúc và không cô đơn khi mưa dầm. Cái cảm giác đó giống như được người ta ôm lấy, thiệt rất là thân thiết. Cái cảm giác đó vừa an toàn lại vừa thuần khiết. Em tin chắc anh cũng giống em, liệu có cảm giác đó có phải không? Phải. Anh thì sợ hả? Sao anh lại khóc vậy? Tôi cảm động. Tiếp 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 cho đến hết kịp uống thôi. Cuốn trôi hết chai này là đến chai mới khui. Như một vòng tuần hoàn của máu huyết và lưu thông. Anh yêu em như cách hai tay cùng nhau trong thư phòng. Vào hư không, một vài câu nói dang dở vừa xảy ra như đang mơ. Có phải ta đang chờ những ngọt ngào thay vì và điều than thở, rồi bỡ ngỡ thẫn thờ trong bóng đêm như là under. Một cái kết mở ra cho những điều phải trả giá. Bước qua cửa ải và lá cà trên phố xa ngắm hoa.